Tập 31. Trọng Dương. Junko, anh đi tìm thấy cách cứu ba em rồi. Thật sao? Anh vào đi rồi nói. Em có còn nhớ vài ngày trước Inohato đã đưa cha của em đến Nam Kinh để cứu nại, kết quả bị nổ chết trên đường. Tất nhiên là em nhớ rồi. Bọn họ đều nói là do kẻ thù của cha em cố ý giết người diệt khẩu. Sai rồi, bom là do Yoshikawa phái người đặt đó. Mục đích là muốn nổ chết cha em. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Ai mà biết được trên đường đi xe của Inohato lại bị tụt lại phía sau, kết quả cậu ấy bị nổ chết. Chiếc băng ghi âm này chính là chứng cứ Yoshikawa và Ono tính kế vụ đánh bom lần này. Em đưa nó cho hiến binh của tư lệnh Fujita thì cha của em sẽ được cứu. Em cảm ơn anh. Lục Nhai, hai ngày nay thế nào rồi? Cũng ổn. Ông chủ thế nào rồi? Anh ấy khá tốt. Anh ấy cũng coi như là khỏi bệnh rồi. Bây giờ đang sống vô cùng vui vẻ kia kìa. Tôi thật sự sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện. Anh nói xem, nếu thật sự như vậy thì tôi thật sự không biết phải đối mặt với mọi người thế nào. Tôi xin lỗi. Lục Nhai, từ lúc tôi quen biết cậu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu nói xin lỗi đấy. Sau này không cần phải nói câu này nữa. Chúng ta là anh em với nhau, có gì đáng để xin lỗi nhau chứ? Đều nên làm thôi mà. Ông chủ bảo tôi đến hỏi cậu, phương án của cậu làm đến đâu rồi? Hiện vẫn trong giai đoạn nghiên cứu và điều chỉnh thôi. Bọn họ đều đang rất bận. Cái chỗ này ấy à, không bằng đường Thiên Thiềm. Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói nha. Không sao đâu. Mặc dù điều kiện không tốt lắm, nhưng cái gì cần có thì đều có. Chúng tôi có thể nghiên cứu và tính toán bình thường được. Lúc mới đến đấy, tôi còn muốn nói về vấn đề hút khói nên giải quyết thế nào đây. Nhưng mà lão Triệu đã nghĩ ra một biện pháp, liên kết ống khói ở đây với mười mấy nhà xung quanh lại với nhau. Người ta đun cơm thì chúng ta đốt bếp lò, hai loại khói hòa lẫn với nhau, thật sự là không phát hiện nổi. Cậu đừng có mà coi thường lão Triệu này ấy. Nhìn thì hiền lành thế thôi, nhưng mà thực ra cũng mưu mô lắm luôn. Anh Đại Bảo, bây giờ nhiệm vụ cấp bách hiện nay chính là vấn đề tính toán về mặt tinh luyện kim loại. Một mình tôi thực sự không làm được. Có một người có thể giúp tôi, đó là Junko. Anh có thể giúp tôi được không? Ông chủ cũng đã nói với tôi rồi. Lục Nhai, tôi nói ra cách nghĩ của mình nha. Chúng tôi có thể nhìn ra cậu vô cùng yêu cô Junko. Nhưng chỉ là tôi không biết các cô Junko đó có yêu cậu nhiều như vậy hay không thôi. Các anh hiểu sai rồi. Cậu nói cậu, tôi tìm cô ấy đến không phải để yêu đương. Tôi biết. Lần trước tôi gặp cậu, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi không hiểu chuyện yêu đương. Tôi thực sự không hiểu mấy chuyện này. Tôi cũng đâu nói là để yêu đương. Tôi là chỉ muốn nói cái cô Junko đó là người Nhật Bản. Cứ coi như là cậu tìm được cô ấy đến đây. Cậu nói rõ với Junko rằng cô ấy sẽ chế tạo pháo cho Bắc Lộ Quân. Cô ấy sẽ đồng ý hay sao? Hỡi các con của ta, chúng ta hãy vì bản thân cầu nguyện cho tội lỗi gây ra bởi sự tức giận. Chúng ta hãy dành ra 5 phút để cầu nguyện. Xin chào, Junko. Trời ạ, là anh sao? Lúc này rồi mà anh còn đến đây được hả? Đừng lo lắng, tôi có chuyện phải nói với cô. Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với anh. Tại sao vậy? Bởi vì anh lừa tôi. Bức thư mà anh đưa tôi không thể chứng minh Lục Nhai còn sống. Anh với Yoshikawa là cùng một ruột.
Mục đích của mấy người là muốn hãm hại cha của tôi. Nhưng mà Lục Nhai thật sự còn sống, nói dối. Tôi có lý do gì để nói dối cô? Tôi nói rồi, mấy người muốn hãm hại cha tôi. Cô nhìn kỹ tôi mà xem, Yoshikawa đang phát lệnh truy nã tôi đấy. Hắn muốn bắt tôi thì tại sao tôi có thể là cùng một dụng với hắn ta được? Người muốn hãm hại cha cô là Yoshikawa chứ không phải tôi. Junko, tin tôi đi. Nói chuyện với tôi một lúc, cô không thiệt đâu. Tôi có một thứ của Lục Nhai, muốn cho cô xem đi. Đi cùng với tôi. Nào. Cô nhìn bức ảnh này xem. Nhìn ngày tháng đi. Trời ạ, Lục Nhai thực sự còn sống. Sao có thể như vậy được? Sao lại không thể chứ? Nhưng mà là cậu Chung nói với cô, Lục Nhai đã chết rồi đúng không? Đúng. Anh ấy đưa cho tôi một chiếc kèn harmonica đã cháy thành than. Đó là quà sinh nhật mà tôi tặng cho Lục Nhai. Là cậu Chu đã lừa cô. Lục Nhai thực sự tham gia vào lần hành động đó, nhưng đã rút lui một cách an toàn rồi. Chiếc kèn harmonica là của Chu Trọng Dương, nhặt được ở hiện trường thôi. Không thể như vậy được. Anh ấy với Lục Nhai thân thiết như anh em, sao anh ấy phải làm như vậy? Bởi vì Trọng Dương của bây giờ không còn là Trọng Dương của ngày xưa nữa. Chuyện của cậu ta khá là phức tạp. Sau này tôi sẽ từ từ kể cho cô nghe. Hôm nay tôi đến tìm cô là vì chuyện khác. Chuyện gì? Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi có thể giúp ích anh cái gì cơ chứ? Cô cũng biết rằng Lục Nhai vẫn luôn bị truy nã. Chúng tôi không có cách nào để rời khỏi Thượng Hải. Vậy nên chúng tôi chỉ có thể ẩn nấp ở Tô Giới. Lục Nhai nhận lệnh nghiên cứu một loại vũ khí, nhưng mà chúng tôi đang gặp khó khăn trong giai đoạn tính toán. Chúng tôi hy vọng rằng cô có thể giúp đỡ chúng tôi. Tôi không giúp được đâu. Tiểu thư Junko, chúng tôi biết cô là giảng viên toán học ưu tú nhất của trường đại học Estizone. Đủ rồi. Xin lỗi, cứ coi như là tôi giúp được đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không giúp anh. Tiểu thư Junko, nếu như cô không giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng tôi không thể rời khỏi Thượng Hải được. Đến lúc đó nguy hiểm trùng trùng. Đấy là chuyện của anh thôi. Nhưng mà tôi tuyệt đối không thể tham gia những chế tạo vũ khí giết người. Vũ khí có thể giết người, nhưng mà vũ khí cũng có thể bảo vệ tính mạng của con người. Không được. Tuyệt đối là không được. Tôi là một người Nhật Bản. Mặc dù tôi cũng ghét chiến tranh, ghét cái chuyện sát hại, nhưng mà tôi không thể phản bội quốc gia của mình được mà đi giúp các anh chế tạo ra vũ khí giết chết người Nhật. Tiểu thư Junko, cô đã sống ở Trung Quốc nhiều năm vậy rồi, cô cũng hiểu được tính chất của trận chiến này. Cuộc chiến này là do phần tử chủ nghĩa quân Việt ở Nhật Bản đã tiến hành chiến tranh phi nghĩa với Trung Quốc. Tôi không quan tâm. Tóm lại, tôi sẽ không giúp các anh đâu. Cô có thể cứu được Lục Nhai thì tại sao lại không thể giúp được Bắc Lộ Quân và Lục Nhai cùng chống lại sự tàn bạo của quân Nhật chứ? Đây là hai chuyện khác nhau mà. Không phải là hai chuyện mà là một chuyện thôi. Nếu như cô không giúp thì sẽ khiến vô số người dân vô tội bị giết hại đó. Tôi xin anh đấy, anh đừng nói nữa mà. Tôi thực sự không thể nào. Xin lỗi. Được, tôi không ép cô. Đây là đồ của Lục Nhai muốn đưa cho cô. Cô xem chút đi. Nếu như cô thay đổi ý định thì bên trên có phương thức liên lạc với chúng tôi đấy.
Tuấn cô, lên xe đi, chúng ta cùng đi. Không, em muốn ở một mình một lát. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Vài tháng gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện. Ba người các anh bị bắt vào tù, cái chết của Lưu Xuân Sinh. Bây giờ nhìn cha của em như vậy, em cảm thấy em sắp không chịu nổi nữa rồi. Em thực sự em không chịu nổi chuyện này. Trọng Như, em không muốn phụ lòng kỳ vọng của bất cứ ai. Em không muốn anh hay người khác biết rằng em không thể chịu nổi gánh nặng. Anh có hiểu được không? Anh hiểu mà. Thế nào rồi? Nói ra rồi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi chứ? Đúng vậy, nhưng mà em cần phải tìm một người để tâm sự. Vẫn may là còn có một người để em tin tưởng. Cảm ơn anh. Giữa chúng ta còn nói cảm ơn gì chứ? Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi. Lên xe đi em. Junko, anh biết rằng em là một cô gái tốt bụng, nhưng bây giờ chủ nghĩa quân vị của Nhật Bản đang gây ra một cuộc chiến tranh đi ngược lại với ý muốn của loài người với Trung Quốc. Anh biết rằng yêu cầu em giúp bọn anh chuyện nghiên cứu vũ khí là rất đường đột, nhưng bọn anh đều tin vào hòa bình, lòng tốt, sự nhân từ. Vậy nên anh lấy danh nghĩa của lòng nhân từ cầu xin sự giúp đỡ của em. Xin em hãy giúp đỡ dân tộc của bọn anh, bảo vệ người dân, bảo vệ sức mạnh của mảnh đất xinh đẹp này. Ngài tìm tôi sao thiếu tá? Ngài tìm tôi sao thiếu tá? Cậu Chu, sao mà mấy ngày liền tôi không thấy cậu vậy? Cậu đang bận gì sao? Không phải tôi đã gửi thiếp mời cho ngài rồi hay sao? Tôi đang chuẩn bị hôn lễ, nhưng mà bây giờ tất cả tinh lực của chúng ta đều dồn vào việc truy nã thợ làm súng. Thế mà cậu vẫn còn tâm trạng mà quan tâm đến phụ nữ à? Tôi vì cô ấy mà bắn đứng người bạn thân nhất của mình. Với tôi, cô ấy quan trọng đến mức nào ngài cũng biết mà. Tôi nhất định phải có được cô ấy. Hơn nữa, ấy là cái giá mà ngài phải bỏ ra cho giao dịch của hai ta. Cậu Chu, nếu như tiểu thư Xuân cô biết được Lục Nha vẫn chưa chết, thì cô ấy còn gả cho cậu nữa không? Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi. Nguyện vọng duy nhất của tôi là cưới tiểu thư Xuân cô về làm vợ. Bình thường Xuân cô không tiếp xúc với nhiều người. Nếu như tôi không nói mà cô ấy vẫn biết được, thì tôi sẽ coi như là có người cố ý phá hoại hôn lễ của chúng tôi. Đến lúc đó thì đừng trách tôi cá chết lưới rách. Ngược lại, nếu như ngài có thể giúp tôi đạt được nguyện vọng này, thì biết đâu tôi lại biến Lục Nhai thành lễ vật mà đem đến tặng cho ngài. Nhưng tôi muốn ngay bây giờ có được Lục Nhai. Có vài chuyện không gấp được đâu. Nói về cơ duyên, nó không chừng ngài lại bắt được Lục Nhai ngay trong hôn lễ của tôi ấy chứ. Cậu Chu, cậu ta đã mắc bẫy một lần rồi, liệu rằng lần này cậu ta vẫn đến chứ? Thiếu tá, tôi hiểu rõ cậu ta hơn ông nhiều đó. Có vài người cứ thích chấp mê bất ngộ. Cậu tự tin như vậy sao? Thưa ngài, vậy thì tôi xin cáo từ trước. Tôi phải đi chuẩn bị cho hôn lễ của mình đây. Cáo từ. Tình khốn, tìm tôi có chuyện gì? Vừa nãy chú Trọng Dương đã tới nhà thờ tìm tiểu thư Xuân cô. Thế thì có gì kỳ lạ không? Hôm nay là chủ nhật, nhà thờ tổ chức hoạt động cầu nguyện. Tôi đã nhìn thấy một bóng người rất quen. Tài đến tìm tiểu thư Junko. Tôi cứ tưởng Lục Nhai nhớ mãi không quên tiểu thư Junko, nhưng mà tôi cũng quên mất tiểu thư Junko chính là nhà toán học nổi tiếng. Lẽ chàng ta và thợ làm súng là muốn lợi dụng tiểu thư Junko.
Tôi lập tức đi bắt tiểu thư Junko về đây. Khoan đã, Lục Nha chẳng khác nào một con diều, dù bay cao đến mấy cũng chẳng thể thoát khỏi dây diều là tiểu thư Junko. Cậu nghĩ xem, nếu như chúng ta biến chiếc dây diều này thành cầu chì thì sao? Lá Vạn Tài và đám thợ làm súng đó sẽ bị nổ đến thịt nát xương tan. Ngày mai Junko sẽ kết hôn với Chu Trọng Dương đúng hay không? Đó là ngày mai, xem ra không phải là giả rồi. Bọn chúng là sợ Junko sẽ bỏ trốn cùng cậu đó. Vậy Junko đồng ý sao? Cái đó còn phải nói hay sao? Tôi nói với cô ấy là cậu vẫn chưa chết, là Chu Trọng Dương lừa cô ấy thôi. Cậu nói xem cô ấy có vui nổi không? Nhưng mà Chu Trọng Dương đã hạ quyết tâm rồi, nhất định phải cưới được Junko. Đem gạo nấu thành cơm. Anh đừng cản tôi nữa được không? Cậu muốn làm gì chứ? Tôi phải đi tìm Junko. Yên tâm đi, tôi đã phái đại bảo đi rồi. Nếu như thuận lợi thì tối hôm nay có thể đón người về đây. Lúc đó vẫn chưa thành thân đâu, hai người có thể bỏ trốn cùng nhau mà. Là lúc nào rồi mà anh còn đùa được nữa hả? Ông chủ, đại bảo, sao cậu lại về đây rồi? Có phải là bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi không? Tôi vừa bước vào đại học Estizone đã cảm thấy không đúng rồi. Có nhiều người khả nghi lắm, trong nhiều bao nhiêu, ngoài nhiều bấy nhiêu. Có mấy lần tôi muốn lại gần mà cũng không được. Tôi thấy thôi cứ dẹp chuyện của Junko sang một bên đi. Anh nói gì chứ? Không sao, bình tĩnh đi mà. Cái tên Yoshikawa này mũi thính thật đấy. Tôi vừa mới hiểu rõ công việc của Junko thì hắn đã phái người canh chừng, khống chế Junko. Nếu như mấy người hết cách thì để tôi tự nghĩ cách. Anh tránh ra đi. Tôi không tránh ra đó. Lục Nhai, cậu phải bình tĩnh lại chút đi. Bây giờ cậu mà đi cứu cô ấy thì chỉ sợ không cứu nổi thôi. Bởi vì bọn họ nhất định đã phái trọng binh canh gác. Bây giờ cậu mà đi thì không những không cứu được cô ấy ra, mà lại khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm. Điều ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành động thứ hai của chúng ta đó. Vì sao lại cứ mãi sợ ảnh hưởng đến mấy người? Có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Còn Junko thì sao? Tôi đâu thể bỏ mặc cô ấy được. Đúng là không thể bỏ mặc được, nhưng mà chúng ta phải nghĩ ra cách làm thế nào để lo cho cô ấy, cứu cô ấy. Nhìn cho đàng hoàng. Thiếu tá, tôi đã phái người vào nhà thờ rồi. Những điểm nóng xung quanh cũng đã phái người đi rồi. Chỉ đợi mỗi lã dạng tài thôi. Cậu toàn quyền phụ trách hành động lần này, nhất định phải làm theo kế hoạch. Chỉ cần lã dạng tài dám đến thì tôi đảm bảo hắn đi không nổi. Cậu nhất định phải cẩn thận đó. Không phải chuyện hắn dám hay không dám đến, hắn nhất định sẽ đến. Hiểu rõ. Nào, đặt ở đây. Cậu xuống trước đi. Cậu cẩn thận đó. Cái này cẩn thận nhé.
Con của ta, hôm nay là ngày hai con nên vợ chồng. Các con hãy tuyên cáo tình yêu của mình trước mặt các vị quan khách đi. Anh Chu Trọng Dương, anh bằng lòng cưới cô Xuân Cô làm vợ không? Con bằng lòng. Nhanh đi. Cô Xuân Cô, cô có bằng lòng cưới anh Chu Trọng Dương, đồng thời thừa nhận Chu Trọng Dương trở thành chồng hợp pháp của con không? Xuân Cô, khi nào thì em cưới anh? Khi nào cưới? Ừ. Em không nói đâu. Nếu mà em nói ra một ngày thì anh đến cầu hôn cũng miễn mất. Vậy thì bây giờ anh cầu hôn em luôn. Xuân Cô à, em gả cho anh đi. Bằng lòng. Đứng lại. Đi mau. Đi. Hai con tuyên thệ đi. Anh chẳng hề ngần ngại mà trao tình yêu cho em. Tin tưởng em tuyệt đối. Chúng ta coi đối phương như một phần của nhau, trở thành bạn đời trung thành, bình đẳng, cùng nhau trải qua từng tháng ngày của kiếp này. Chú rể, giờ đây con có thể trao nụ hôn cho cô dâu của mình rồi. Đợi đã, xác định an toàn chưa? Yên tâm đi, đây là bơm định hướng. Đã tính toán nhiều lần lượng thuốc nổ rồi, tuyệt đối không làm bị thương người được. Vậy thì bắt đầu đi. Xuân Cô, Trọng Dương. Xuân Cô, cô không sao chứ? Nào, giữ cô ấy đi, nhanh. Xuân Cô, Trọng Dương, Xuân Cô. Đứng lại. Chúng mày chạy không thoát đâu. Chú ý ẩn náu. Thiếu tá, bọn chúng bước vào tầng hầm từ đường ống nước. Khi tôi nghe thấy tiếng thì đã xong.
Lục Nhai. Lục Nhai. Lục Nhai. Junko. Đức mẹ, cầu xin người thương xót con, xin xóa nhòa tất cả mọi lỗi lầm của con bằng lòng từ bi của người. Xin cô à, đây chính là phòng thí nghiệm của bọn anh đó, có chút giảng gì. Nào nào, hai vị này là đồng chí của bọn anh. Anh này tên là Tôn Triệu Hỷ, chủ yếu phụ trách cải tạo lò. Còn anh ấy tên là Chân Điện Vinh, chủ yếu phụ trách thao tác máy. Xin chào anh, tôi tên là Junko. Chào cô. Chào anh, mong được chiếu cố nhiều hơn. Sớm đã nghe nói chồng bạn gái của thầy Lục cực kỳ xinh đẹp rồi. Hôm nay được gặp đúng thật là khác biệt. Nhờ sự giúp đỡ của Junko, công việc nghiên cứu của Lục Nhai đã thoát khỏi được bế tắc rất nhanh. Đồng thời, Lão Triệu cũng thông qua tổ chức dưới lòng đất của Thượng Hải mà thành lập phòng máy tính, được tổ chức bởi giáo sư tiến bộ cấp cao cùng với sinh viên đại học đảm nhận, phối hợp với công việc của Lục Nhai. Junko liệt kê ra các biểu thức số học, rồi đại bảo giao cho Lão Triệu. Thông qua sự tính toán của phòng máy tính, kết quả đạt được là được chuyển về cho Lục Nhai. Thông qua luận chứng thực nghiệm được lặp đi lặp lại, công việc nghiên cứu pháo cối 50 đang được tiến hành thuận lợi. Chúng ta muốn rời khỏi Thượng Hải, bắt buộc phải thông qua đường hầm bí mật của Kiệt Sâm. Cho nên chuyện quan trọng nhất của chúng ta lúc này chính là trước khi nghiên cứu của Lục Nhai thành công, phải cứu Kiệt Sâm ra ngoài. Chẳng phải là chúng ta đã báo cáo với cấp trên rồi sao? Thứ sáu tuần sau mở phiên tòa, nhưng mà tôi vẫn chưa nản chí. Nếu như là luật sư Kim thì phương án tiếp theo có lẽ còn có chút cơ hội xoay chuyển. Nhưng mà giờ đây tâm bệnh vẫn phải chữa bằng tâm dược, cho nên lúc này chúng ta phải nhanh chóng tìm ra con của luật sư Kim. Hai ngày nay đại bảo đang lo việc này. Ông chủ, sao thế? Có tin tức rồi, có tin tức rồi. Tôi nghe ngóng được tung tích của con trai của luật sư Kim rồi, đang ở trong tay của Hồng Răng Hô. Hồng Răng Hô? Hắn bắt giữ con trai của luật sư Kim để làm gì chứ? Bây giờ Hồng Đăng Hô đã làm việc cho Yoshikawa rồi. Hắn nghe nói chúng ta muốn tìm Tiểu Minh, con trai của luật sư Kim, nên đã ra tay trước rồi. Cái tên Hồng Đăng Hô này, đến lúc phải cho hắn bài học rồi. Biết trong xe là ai không hả? Lượng mau cho tao. Chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì đâu. Lên xe.
Hồng ca, ai mà to gan thế, dám tập kích chúng ta? Lãi dạng tài, đó là lãi dạng tài. Hắn tìm tôi báo thù rồi. Lưu Tam, mau xuống xe, để anh em xử lý hắn cho tôi. Xử đẹp hắn, dính. Muốn chạy. Muốn chạy hay sao? Sao lại không đợi tao thế? Đi. Nhìn tao này. Nhìn tao. Nói. Vì sao lại hãm hại Kiệt Sâm? Anh nhận nhầm người rồi. Anh nói gì tôi không hiểu. Đừng có làm bộ giống như mày không có can dự gì hết. Tối hôm đó tao thấy Lưu Tam láng đã giết chết tài xế của Kiệt Sâm. Láng đã dụ Kiệt Sâm đến hiện trường lãnh sự bị giết. Tao biết điều ấy nghĩa là gì. Không phải, anh nghe tôi giải thích. Mày muốn giải thích cái gì? Là mày sai hắn giết Kiệt Sâm, có đúng không? Đúng đó. Chết tiệt. Đúng đó. Nói. Tại sao lại hại Kiệt Sâm? Chuyện ấy đâu có liên quan gì đến tôi. Sau khi chuyện thành rồi thì tôi mới biết mà. Nói tiếp đi. Thiếu tá Yoshikawa tìm tôi, muốn tôi giúp hắn. Hắn muốn trừ khử Kiệt Sâm. Điều kiện mà hắn cho tôi, đó là cho tôi làm hoa đổng mới. Tôi đây cũng chỉ là người bị hại thôi. Cho nên tôi mới sai Lưu Tam đưa người đến tập kích Kiệt Sâm. Chuyện của lãnh sự tôi thật sự không biết gì hết. Tôi thật sự không biết mà. Hắn đâu có nói với tôi. Được. Tao muốn mày đem những lời mày vừa nói ra thuật lại lần nữa trước tòa. Không. Không. Anh biết rằng tôi không thể nói những lời này ở trên tòa mà. Dù sự cao quả hắn giết tôi mất thôi. Anh Lã, tôi thừa nhận rằng tôi đã cướp hàng của Kiệt Sâm. Tôi muốn làm hoa đổng. Nhưng mà tôi thực sự không có hãm hại Kiệt Sâm. Được. Tao tin mày. Luật sư Kim Dương là ai? Mày có biết không? Con trai của ổng là Kim Tiểu Minh. Mày giấu ở đâu rồi? Nói. Anh Lã. Nói. Tao cho mày 5 giây đó. Mày còn không nói nữa thì tao sẽ bắn nát đầu mày. Đừng mà. Đừng mà. Đừng. Ở tiệm thuốc Phúc Lộc. Ở tiệm thuốc Phúc Lộc. Anh biết, giống một thằng nghiện, không có chỗ nào tốt hơn tiệm thuốc mà. Mày nói dối. Không, không có. Sao tôi có thể nói dối anh được cơ chứ? Không, không có đâu. Dành phái người đi. Nhất định có thể tìm được hắn ở tiệm thuốc Phúc Lộc mà. Chuyện còn lại đều là do Yoshikawa làm mà. Tôi bảo anh này, hắn mới là người mà anh cần tìm đó. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Không. Xin anh đấy, anh đừng giết tôi. Anh Lã. Lã đại ca. Tao mà muốn giết mày thì mày đã sớm tắt thở lâu rồi. Mời hai chị ngồi.
Tôi vô cùng cảm ơn hai vị đã cứu con trai của tôi. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, tôi không thể tiếp nhận vụ án này được. Các anh vẫn là đi tìm những luật sư khác đi. Tôi biết luật sư Kim Dương là luật sư giỏi có tiếng ở Thượng Hải này, cũng là một luật sư yêu nước, không bán linh hồn cho quỷ. Tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ ông, nhưng mà hôm nay lại khiến cho tôi vô cùng thất vọng đó. Hóa ra ông chỉ là một người tầm thường, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Anh là ai? Anh dựa vào đâu mà nói tôi như vậy? Ông nhìn cho rõ đi, có phải là hơi quen mắt không? Anh có phải là Lã Vạn Tài không? Trên phố đâu đâu cũng là thông báo treo thưởng anh. Người bị truy nã chính là anh. Đúng, tôi chính là kẻ được treo thưởng cả 10.000 đồng đại dương, là người mà giúp đỡ ông tìm con trai cho ông đó. Hết lần này tới lần khác tôi cầu xin ông, nhưng mà ông lại vì danh dự của bản thân mà đẩy tôi ra xa. Mấy người là đảng cộng sản, đúng đó. Được, nếu như mấy anh muốn tôi cứu anh ta, nhưng mấy người buộc phải trả lời tôi. Rằng vì sao lại muốn cứu anh ta? Bây giờ chúng tôi đang chấp hành một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chi tiết cụ thể tôi không thể nào nói với ông được, nhưng vì có liên quan đến mấy chục vạn bát lộ quân ở tiền tuyến và đại cục tác chiến với đám giặc Nhật, mà Kiệt Sâm là người duy nhất có thể giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh, là nhân vật quan trọng, người của đảng cộng sản chống Nhật không ầm mơ. Vụ án này tôi nhận, cứ cho là tôi cũng vì kháng Nhật mà cống hiến chút sức mọn đi. Thẩm phán, bồi thẩm đoàn, anh Kỳ Sâm vì để trút giận cá nhân mà đã tàn nhẫn sát hại lãnh sự Mice, ấy là sự thật không thể tranh biện được. Bồi thẩm đoàn nên phán quyết rằng hắn là một hung thủ nguy hiểm, hắn không hề có quyền lợi để tiếp tục sống nữa. Cảm ơn thẩm phán. Kính thưa thẩm phán, vụ án của anh Kỳ Sâm đây ngay từ đầu đã là một âm mưu. Bất luận là từ chứng cứ bị hủy hay sự thật méo mó hay là nhân chứng, đều có thể chứng tỏ một điểm. Tôi phản đối. Lời buộc tội của luật sư bên còn lại không hề có chứng cứ. Không hề có chứng cứ sao? Được, tiếp sau đây tôi sẽ tìm ra chứng cứ cho anh. Thẩm phán, tôi muốn mời một nhân chứng, là bác Lưu bán phở đậu hũ chiên. Cho gọi nhân chứng. Bác Lưu, tôi muốn hỏi bác rằng tại sao bác có thể xác định đương sự của tôi là người đã bắn chết lãnh sự vậy? Anh nói chuyện tôi không nghe thấy, nói lớn chút đi. Tôi hỏi bác rằng sao bác có thể xác định đương sự của tôi là người đã giết lãnh sự vậy? Tôi nhìn thấy mà. Bác nhìn thấy, vậy thì được. Giờ bác hãy chỉ ra anh ta cho tôi. Đứng xa quá, tôi phải đến gần nhìn. Ở trên phiên tòa này, ở cái khoảng cách như thế mà bác còn không nhìn thấy, vậy thì tối hôm đó làm gì có đèn đuốc gì? Hơn nữa bác còn cách đương sự của tôi ít nhất cũng phải 200 mét. Vậy thì sao bác có thể xác định rằng đương sự của tôi là người đã nổ súng bắn chết lãnh sự vậy? Phản đối. Bác ấy chỉ là nghe thấy tiếng súng thôi. Anh thấy rồi đó, khoảng cách gần như vậy mà tôi nói chuyện với bác ấy, bác ấy còn không nghe rõ nữa mà. Vậy thì sao bác ấy có thể nghe thấy được?
tiếng súng to lắm đó. Bác Lương, tôi hỏi bác, sao bác nghe thấy tiếng súng vậy? Cảnh sát bảo là có người nổ súng, hình như tôi nghe thấy đó. Anh biết mà, gần đấy mà, cứ có người bắn súng biết. Thẩm phán, tôi cho rằng lời khai của nhân chứng không thể tin được.